Chị hơn 1 tỷ có thể quý vị mua nhà ở đâu, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Và với ngôi nhà này quý vị có thể trả trước 600 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng thời gian dài nhất 30 năm, tối thiểu 3 năm. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, pháp lý chuẩn chỉnh, gần Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, gần trục đường quốc lộ 6, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, Thanh Oai, Chương Mỹ và gần với lại Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể căn nhà với hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích 32 m², xây 3 tầng, thiết kế 3 phòng ngủ, nằm ở trên mặt ngõ thông, xe ba gác, xe máy tránh thoải mái, cách với lại đường ô tô đi lại 100 m. Thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Với thiết kế của ngôi nhà hợp lý, giá rẻ, sổ đỏ chuẩn chỉnh, cửa chính thiết kế ở đây là cửa gỗ mọi người ạ. Và bên ngoài, bên hông của nó thì còn thiết kế thêm một cửa sổ phụ. Với ở đây hướng nhà là hướng Tây Nam, rất là thoáng, mát, nằm ở trên mặt ngõ, đặc biệt nó là mặt ngõ thông. Và đặc biệt tiếp theo thì là giá bán rẻ, hơn 1 tỷ 6 một căn cho một căn nhà 3 tầng cả nhà và đất, thiết kế tầng 1 phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Hiện tại em đang đứng ở đây là phần tầng 1 phòng khách của ngôi nhà, với phần hoàn thiện của ngôi nhà chỉn chu, vừa mới dọn dẹp xong vệ sinh. Còn một chút về cái phần dọn dẹp nữa là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay. Thiết kế hệ thống trần thạch cao, màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, mặt tiền của ngôi nhà 3m2 và mặt hậu cũng vậy, vuông vắn, chiều dài 10 m quý vị nha, không lỗi phong thủy, không thấp hậu, không đường đâm, không gần đình chùa miếu mạo, cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Phần phòng khách của ngôi nhà thì chủ nhà có trang trí cho mình một chiếc quạt cộng với đèn mọi người nha. Và tầng 1 thì ở đây, ngay ở đây thiết kế một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1. Căn nhà này thì còn một chút về lắp đồ thiết bị vệ sinh nữa là quý vị để ok ngay, trong ngày là có thể bàn giao luôn. Và tiếp theo ở đây thiết kế cho quý vị một phòng bếp. Không gian phòng bếp này thoáng, đẹp và màu sắc nhã nhặn mọi người nha. Với tông màu ghi màu trắng của ngôi nhà hợp lý. Đây là vấn đề tủ lạnh đó. Nói chung với cái diện tích nhỏ nhưng mà thiết kế công năng hài hòa, hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng, giá rẻ. Từ vị trí ngôi nhà này cách với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao nó khoảng tầm 5 đến 600 m, xung quanh đầy đủ chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, tiện ích đi lại, thuận tiện, giá bán hợp lý. Cho nên Ngọc Ánh chia sẻ từ vị trí ngôi nhà này cách với lại trung tâm của thành phố Hà Nội, tức là từ đây mà lên tới Hồ Hoàn Kiếm nó sẽ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 17 km, cho quý vị có thể cân đong đo đếm quãng đường và cân đong tầm tài chính xem vị trí mình chọn lựa nên ở đâu. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc cổ bậc cầu thang ốp đá granite. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà, xem với ngôi nhà giá rẻ, thiết kế 3 tầng thì công năng sử dụng của nó có phù hợp cho một hộ gia đình sử dụng hay không. Và trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị, hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài ạ. Phòng ngủ rất là thoáng, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Ở đây thì trong phòng ngủ là chủ nhà thiết kế trần thạch cao này, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều đã được chủ nhà lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Tất cả cửa trong phòng thiết kế là cửa gỗ. Phòng nhỏ nhắn, xinh xắn, vuông vắn, cũng tương đối là dễ dàng kê đồ nội thất nha mọi người. Đây, tầng 2 thiết kế phòng vệ sinh ở giữa đây. Thì phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị đầy đủ. Bồn cầu, vắt khăn dàn. Một căn nhà hơn 1 tỷ thôi mà mọi người có thể nhìn thực tế đây. Đó, đầy đủ cả về phần lavabo, bàn đá này, sen tắm, nóng lạnh. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong. Phòng ngủ ở phía bên trong cũng được lắp đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, cửa sổ ở phía bên trên này đây mọi người có thể nhìn nhé. Đấy, nói chung là nhà bán theo hiện trạng, Ngọc Ánh quay review đường, hướng, giá, vị trí bán theo hiện trạng cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Nói chung nhà có sao thì đến là như vậy, 100 pháp lý chuẩn chỉnh, không câu like câu view mất thời gian của quý vị khách hàng. Em cũng rất là bận và quý vị khách hàng cũng vậy, cho nên
trước khi mọi người mà muốn đi xem, mọi người có thể gọi điện trực tiếp cho bên nhà tốt Ngọc Ánh để được tư vấn về tầm tài chính, tư vấn về cái quãng đường đi, tư vấn về những tiện ích xung quanh xem có phù hợp với gia đình mình hay không, thì mọi người có thể đi xem sau. Và mời quý vị theo em đến tiếp theo tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà cũng là tầng cuối cùng thì chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Trên phía tầng 3 thiết kế một phòng riêng, phòng này tương đối rộng, phòng này quý vị có thể ngăn ra làm hai phòng, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng làm việc, tùy mục đích công năng sử dụng. Tại vì sao mà cái ngôi nhà này giá rẻ? Bởi vì nó nằm ở cái vị trí của nó là Phụng Châu, Chương Mỹ, cái quỹ đất tại nơi đây thì nó còn tương đối nhiều, tuy nhiên xung quanh cái tiện ích của nó, cơ sở vật chất hạ tầng đang rất là phát triển mọi người nha. Đây là phần tầng 3, ô thoáng để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang, tay vịn cầu thang như em đã chia sẻ, từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế toàn bộ là gỗ. Và phần còn lại sân phơi, sân phơi của ngôi nhà đây tương đối rộng, thoáng, đầy đủ công năng. Và mọi người có thể nhìn thực tế ở phía mặt sau đây, hàng xóm rất là đầy đủ, rất là đông, tiện ích đầy đủ. Nói chung ấy, tóm tắt lại vẫn là quan trọng là tầm tài chính mọi người ạ. Quan trọng là tầm tiền, nó sẽ quyết định vị trí quý vị ở đâu. Tầm tiền 2 tỷ thì có vị trí dành cho những ngôi nhà 2 tỷ, 3 tỷ thì có những vị trí dành cho ngôi nhà 3 tỷ, 4 tỷ có vị trí dành cho ngôi nhà 4 tỷ. Quan trọng là tầm tài chính. Cho nên quý vị muốn tư vấn nhà, muốn được đi xem và muốn mua được những căn nhà ưng ý thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh, hai số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể được tư vấn và đi xem thực tế, chọn lựa cho gia đình mình những căn nhà ưng ý nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.